Chào mừng các bạn đến với Chống Diễn Biến Hòa Bình. Các bạn thân mến, nguy cơ lịch sử của dân tộc bị tẩy trắng là có thật. Rất mong các cơ quan chức năng lưu tâm. Chống Diễn Biến Hòa Bình giới thiệu đến các bạn bài viết Nguy cơ lịch sử của dân tộc bị tẩy trắng. Bài viết của cựu chiến binh Trần Phi Sường. Điều đó là có thật. Không phải chỉ có bọn xâm lược và bè lũ tay sai muốn tẩy trắng lịch sử để chối bỏ sự xâm lược và thân phận tôi đòi của chúng mà một số cán bộ của chúng ta không hiểu vì thiếu tu dưỡng, thiếu rèn luyện hay vì mãi làm giàu mà quên đi bao lớp người đã ngã xuống vì độc lập tự do cho tổ quốc. Quên đi bao nhiêu tội ác vang rợ, tày trời do bọn xâm lược và bọn tay sai gây ra cho nhân dân ta. Mà chúng lại nói theo giọng lưỡi của bọn thực dân đế quốc, lại ai vua theo luận điệu của tụi ba que xỏ lá. Nói rằng, phải công nhận Việt Nam Cộng Hòa là một quốc gia nếu không muốn hoàng sa vô chủ thực ra thì cái Việt Nam Cộng Hòa này chỉ chiếm đóng trên vùng lãnh thổ do kẻ khác, đế quốc Mỹ, phạm tội ăn cướp mà có. Rằng giai đoạn 1954 đến 1975 ở Việt Nam có hai quốc gia. Một quốc gia là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở ra, có thủ đô là Hà Nội. Và một quốc gia là Việt Nam Cộng Hòa từ vĩ tuyến 17 trở vào, có thủ đô là Sài Gòn. Hai quốc gia này tồn tại độc lập song song nhau. Đó là cách nhìn nhận đánh giá của bọn đế quốc xâm lược và bè lũ tay sai Việt Nam Cộng Hòa. Nó hoàn toàn sai trái với chân lý của dân tộc. Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, sông có thể cạn, núi có thổi mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi. Điều này đã được bác Hồ Long Trọng tuyên bố. Bác còn nói với nhà báo nước ngoài, tuyệt đối không có vấn đề chính quyền Sài Gòn, một sản phẩm cho đế quốc Mỹ nặng ra và đã bị nhân dân chúng tôi phỉ nhổ và nhân dân thế giới không thèm đếm xỉa chúng ta đang sống trong thời đại hồ chí minh lời bác dạy của văn mãi trong ta chúng ta đang sống học tập và làm việc theo đạo đức phong cách tư tưởng chủ tịch hồ chí minh cơ mà sao một số cán bộ đa phần là nghỉ hưu lại mau quên mà nói như mấy thằng ba que đến vậy tẩy trắng lịch sử đã được nhân dân nhân vật cao cấp của mỹ nhắc đến và là chương trình của mỹ dự án obama rồi đấy 58.000 lính Mỹ có thể là những ân nhân của nước Mỹ. Nhưng với dân tộc Việt Nam thì đó chính là 58.000 tên xâm lược đã gây nên bao tội ác oan rợ cho nhân dân ta. Chúng ta có thể khép lại quá khứ, chứ không thể nào quên được những năm tháng bi hùng của lịch sử. Chúng ta không thể nào quên được đã có hàng triệu liệt sĩ và đồng bào ta đã ngã xuống cho sự độc lập thống nhất có chủ quyền này. Và chúng ta cũng không thể nào quên được những đau thương tan tóc do quân xâm lược và bè lũ tay sai gây nên có những kẻ đang cố tình bóp méo xuyên tạc lịch sử như tên phạm đức bảo nói rằng việt nam cộng hòa ra đời theo tinh thần hiệp định geneva nguyễn thanh sơn nguyên thứ trưởng ngoại giao thì nói việt nam cộng hòa đã được liên hiệp quốc công nhận và họ cũng có lý tưởng mục đích của họ trung tướng an ninh về hưu trịnh lương hy thì cho rằng việt nam có hai ba quốc gia đó chính là những luận điều sai trái nó không những sai trái về chân lý của dân tộc mà còn sai trái với hiến pháp cho nên có thể nói những câu phát ngôn đó là vi hiến nguy cơ lịch sử của dân tộc bị tẩy trắng là có thật rất mong các cơ quan chức năng lưu tâm